Thế là từ lúc mà bố không bao giờ về đây thăm con một lần nào chứ con. Rồi. Mẹ thì mẹ cũng đi lâu lâu mới về đúng không? Thế là cháu còn chưa hiểu được cái tình yêu thương của bố mẹ như thế nào đâu. Bố là ai có khi cháu thấy bao giờ chưa? Chưa thấy bố, chưa biết bố là ai nữa. Sinh ra là không có bố. Rồi sau thì mẹ lại cứ đi lấy chồng này chồng nọ. Sự quá là tội nha các bác. Giới thiệu với các bác, đây là tất cả những cái loại dược liệu quý ở Tây Bắc nhà em. Thì để có kinh phí đi lại, đi thiện nguyện thì Sana xin phép các bác bán một số những cái loại dược liệu nhà em nhé. Ở đây là thứ nhất là về hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực này thì em cũng đã ghi rất rõ về công dụng cũng như là về cách dùng ấy. Ở đây đều là ghi rõ là như là công dụng là phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh ung thư, đặc trị ho, long đầm, bổ phổi vân vân và rất là nhiều. Như là ở đây là hà thủ ô. Hà thủ ô thì các bác cũng biết rồi là để làm cái gì rồi đúng không? Nhưng mà hà thủ ô bên em thì rất là đặc biệt là những cái củ này là già và to nhé các bác. Hoa đu đủ này là bên em sới rất là đẹp này các bác này. Rất là đẹp và khô, rất là đẹp đóng gói có cách dùng với lại công dụng hết. Ngoài ra thì bên em cũng có rất là nhiều loại luôn các bạn. Như là nấm ngọc cẩu này. Nấm ngọc cẩu là dùng để mà bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lực chứa đau lưng mỏi gối, đi tiểu nhiều, ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, trí nội ngoại các thứ rất là nhiều các bạn. Đây, các bạn thấy rất là đẹp luôn nhé. Ngoài ra thì nhà em cũng bán rất là nhiều. Bây giờ là em đang chuẩn bị đi đóng gói và ship cho một bác ở Sài Gòn đấy các bác. Nên là các bác là có lấy là một cân. Cái này là các bác ạ. Cái này là mỗi một túi là chỉ là 5 lạng thôi nhá. Đây là mới là một cân. Một cân này thì giá cũng không ổn định. Hiện tại bây giờ giá không ổn định. Nếu mà các bác nào lấy thì liên lạc với em để em sẽ báo giá cho các bác cô chú anh chị nhé. Mến chào cô chú anh chị, ngày hôm nay San đang có mặt tại bản Văn Hồ 1 của xã Nập Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Và ngày hôm nay thì San đang có mặt ở đây để đi thăm cháu mồ côi đang sống cùng bà và trao một cái món quà của cô Diệu Hạnh ở Mỹ cho cháu, cũng như là qua năm mới á, cháu sẽ có tiền để đi học. Các bác cô chú anh chị ạ, khi mà đến cái vị trí tại bản Văn Hồ 1 gần ở đây á, thì San có để ý là ruộng bậc thang ở bên trên này rất là đẹp. Đặc biệt là cái mùa này á, gọi là mùa nước lũ á, nên là các bác thấy là ở những cái con suối là nước ồn, rất là ồn á. Nên là có thể là khi mà nói chuyện các bác cũng nghe không có rõ lắm đấy các bác. Hầu hết là người dân ở trên này đều làm ruộng. Ngoài ruộng ra thì không có một cái hàng nông sản nào để trồng lúa cả. Trồng lúa gọi là lúa nương hoặc là những cái ngô khoai sắn á, là không có các bác nhé. Rồi, mời các bác là mình cùng lên nhà của cháu Lũ để xem là cũng khá là lâu rồi San không lên trên này á, xem là cháu cuộc sống sinh hoạt của hai bà cháu trong cái mùa mưa sắp tới này có những cái khó khăn gì hay không nhé các bác. Ở đây là cái con đường mà xuống nhà cháu Lũ. Mà San rất là khâm phục một cái điều là ở trên này người dân dù là nghèo thật nhưng mà cái con đường mà đi đến vào bản á, là người dân chính quyền địa phương á, chính quyền xã hay là ở huyện á, quan tâm và làm rất là đầy đủ luôn. Và hầu như là gia đình nào cũng có đường đến luôn các bác. Đây chắc hai bà cháu đây. Cháu Lũ thì sắp tới là sang năm là học lớp 6 rồi đúng không? À lớp 5 thôi nhỉ? Con chào bà nha. Hai bà cháu hôm nay ở nhà con? Đúng rồi. Hôm nay ở nhà thôi à?
Ôi ôi. Vừa rồi trời mưa thì nước có vào nhà không con? Đây này. Lúc mà mưa như này là cái rãnh nước là hát vào đây, nhưng mà cảm giác là nước vào tận nhà luôn. Ôi. Ở bên này giường này ướt hết rồi. Ôi rồi dưới gầm giường này. Ôi rồi. Giờ mưa to quá nhỉ. Ừ. Hai bà cháu ok. Lũ tỏ luôn mà tỏ xa nghệ thì lũ chỉ là. À, bà bảo là nước vào nhà đúng không? Ừ. Nước vào từ ở dưới kia vào. Ở bên kia cao hơn á? À? À, ở ngoài cao hơn. Thế không đào cái, không đào cái rãnh ở ngoài kia con? Đi đi sang bên đấy xem. À, chưa đào á? Để bác mà để đây đấy. Đây đi cùng con, đi cùng chú sang bên này xem nào. Ở ngay bên này có chó không con? Có chó. Này bác phải cầm cái que, chú phải cầm cái que. Đây là không phải vườn của nhà con đâu đúng không? Đây là vườn của nhà bên đấy á? Của chú đúng không? Thế bảo chú. Ôi, chú nuôi gà vịt ở đây mà vào tít ở bên trong nhà như này thì bẩn lắm các bác ạ. Các bác xem này. Đây, ở bên trong này là nuôi gà với vịt. Còn ở đây là không có rãnh nước. Thế nhà chú có cho đào ở đây không con? Có. Chưa đào như này. Thế này thì tí nữa mình làm rào bạn ở đây thì làm sao mà vào được. Tí mình giúp mấy bà cháu đào luôn. Thế này có chú vào không con? Vào. Chó, con uống sữa. Năn đẻ con. Thế thì làm sao mà vào được. Cái chỗ này chỉ có nhốt vịt. Này làm sao mà làm được nhỉ? Đúng nhỉ? Sao không bảo chú rào ấy, sao chú lại rào sát vào nhà? Cái này thì thực sự các bác, nhà của hai bà cháu. Ra vào đây. Sang Nam là con học lớp mấy rồi? Lớp Nam á? Lớp Nam là phải vào trung tâm xã đúng không? Từ đây vào trung tâm xã là anh xa lắm ạ. Từ đây vào trung tâm xã là phải chắc phải tầm 20, có đến 20 cây nhỉ? 15 cây đấy nhỉ? Tầm 15 cây. Rất rất là xa luôn. Như vậy thì cũng khổ đấy. Hai bà cháu ăn trưa chưa? Ăn rồi á? Nó mau lờ. Được. Đâu nào? Thì tao nào? Nghe đồ thì có là lường, thì có ăn. Cho như kiểu là nghe đồ tao nào. Bà vừa nãy đi làm gì? Đi người ta làm ruộng. Làm ruộng hả? Đi làm ruộng thì người ta cho tiền bà hay là như nào con? Phải cho tiền. Là công à? Đúng. Thế bà có làm ruộng đâu, sau đó người ta giúp mình làm gì? Làm nương. Làm nương á? Con là nghỉ hè lâu chưa con? Được 3 tháng rồi. 3 tháng rồi. Cháu lũ thì thực sự các bác, cháu hồi mất mất bố mẹ chắc là con còn rất là nhỏ đúng không? Đúng. Hai bà cháu phải nương tựa nhau mà sống. Bà thì chắc là cũng có con trai, nhưng mà chắc là bà thương thương cháu lũ á. Bà muốn là một mình chăm sóc cho cháu.
Sao bà không ở cùng chú? Bà không thích ở. Ở chăm sóc cho con thôi đúng không? Ở một mình để chăm sóc cho con. Chú cũng bảo là ba và con đi cùng chú ở, nhưng mà ba bảo là mình cũng rất là kỳ lạ, không hiểu làm sao. Nhiều lúc những người già người ta cũng không muốn làm phiền con cái, muốn tự lập dù là vất vả. Mình cũng không hiểu làm sao nữa các bác. Chú là có phải chú ruột không con? Là con trai của bà. Thế là nghĩa là con là mẹ của con là con gái của bà thôi. Thế là bên ngoại thôi ấy. Đây là không phải bên nội đâu. Thế bên nội của con ở đâu? Bà nội á? Ở Long Làng. Xa không con? Nùng Làng á. Xa Nùng Làng. Ở Nùng Làng đúng không? Nùng Làng. Đúng. Nùng Làng. Nùng Làng là ở trên thành phố đấy. Con đi đến bao giờ chưa? Chưa. Nghe mà cháu không có xe gì thì làm sao mà đi được. Bây giờ muốn ăn gì cũng không mua được. Đây này, cái giường trước là cô Diệu Hạnh đã mua cho. Trước là cả cái màn này nhà mình mua nhỉ. Ô, cái màn này có cửa đây. Hay là cháu không có trước cái móc đâu nhỉ. Bây giờ con với bà ngủ giường mấy chứ con? Chú định mua là cái gì? Có gì? Đẹp á? Gì có đẹp đâu? Chan để làm đẹp á? Ở nhà cất vào để mùa đông đáp ấy chứ. Các bạn cho các bác xem một chút nhé, bởi vì là từ đây mình nhìn vào kia bên kia là bởi vì thủng rất là nhiều, như kia đặc biệt là do kia em do cái ngói á, ngày trước là cái ngói này họ lập không có người Hơ Mông thì hay làm cái kiểu này á, lúc trời mưa thì dễ hát vào lắm. Nên hai bà cháu cũng lấy một cái tấm áo mưa, gọi là cái này người dân hay gọi mưa, nhưng mà thực ra là túi bóng để mà như thế để cho mưa không đỡ hát vào giường ấy. Đúng rồi, lúc mưa to thì có gió thì bên này có hát mưa vào không con? Có hát vào á? Nên là bà mới để một cái áo mưa đấy đúng không? Cháu gái ở đâu? Ở bên này á? Nhà đây á? Đây là bà của mình đúng không? Đây là bố mẹ ở nhà, bố đâu? Có, bố ở nhà. Bố ở nhà, tí nữa chú định là bảo bố là lấy cái giúp bà, hai bà cháu lấy cái bạn này, cái bạn chú mua này giúp làm ở bên này một tí cho nó kín ấy, cho che nắng che mưa ấy con. Bố ở nhà thì lát nữa nhờ bố làm luôn nhờ chú của cháu Lú làm luôn, bởi vì là không làm chú hay là bác, gọi là chú chứ nhỉ, không phải chú, chị là cậu đó. Không biết là chị hay là chú, không hay là bác chứ. Mẹ của con là làm chị của cái chú bên này hay là em gái? Em gái à? Em gái thì là chú bác rồi, không phải chú. Nếu mà chị thì mới là chú. Nhưng mà các con thì chưa biết mấy đâu. Bà nấu cái gì đấy? Đun cái nước gì ấy nhỉ? Vừa thấy bà đun cái gì ấy. Thế bà đi làm cùng người ta thì không phải ăn cơm cùng người ta hả con? Hả?
Ủa ta máu số tê chân nào thì nó sợ nó ấy có cảm ơn thì có nội như nào bà bảo gì bà có cơm rồi về nhà ăn cơm à ở nhà có đúng không đi cấy ruộng thì người ta có mổ lợn các thứ cho ăn không con à chưa bố mẹ lâu chưa anh phải chắc là anh thôi chắc đang là cũng muốn lâu rồi lúc lúc đấy là lúa còn bé không anh lúc đấy cũng còn bé tí mấy tầm mấy tuổi đâu lúc nào tuổi lúc nào trong đấy nhà bố khoảng ba còn 8 tuổi 8 tuổi à? Ờ, bây giờ chầu, bây giờ được không phải đấy chứ đó, bây giờ cháu mới có học lớp 4 được mà không cần mẹ nó mới được hơn 2 năm thôi à? Ờ thế cũng chưa lâu nhỉ? Nhưng mà nó có phải mới đây đâu, nó đi lấy chồng từ ra khâu thôi. À, thế là bỏ con gái bên này. Thế chồng từ ra khâu là nó mới ở trong đấy. Thế coi như là chồng nó bỏ, chồng nó không lấy thì nó về đây cùng với bà ở đấy. Thế ra là bỏ con gái nhỉ? Còn với bà ở đây là nó ốm rồi, nó ốm nặng quá rồi, nó này... Nghĩa là cháu lú ốm nặng quá? Không, thằng mẹ, con mẹ nó. À, mẹ của là cháu ấy. Vợ em với thằng cậu sau khi này nó mới đưa nó đi trên nhà nó. Vâng. Mà thằng chồng nó lại biến đi rồi. Nghĩa là chồng là không ra gì ấy, cứ... Nhận vợ. Ừ, không như vợ đấy, chồng nó cứ trốn đi rồi. Là nó không ở đấy, là tòa anh trai của nó ở đấy thôi. Là đúng mất là tòa anh trai nó. Vâng. Nhưng mà nó chết ở chỗ anh trai nó rồi. Mình mang đi anh trai nó rồi. Thế là lúc đầu là mẹ của cháu Lũ là... À, chắc là đổi theo chồng sang bên đấy ở. Đấy. Đi cùng chồng ấy. Ừ, đi cùng chồng sang đây. Ôi dồi. Đây là Lũ cũng gọi là... Nhưng mà Lũ cũng đi thiếu rồi. Tình yêu thương của cha mẹ từ lúc rất là bé rồi đấy. Lũ ở chỗ này. Nhưng mà Lũ chính xác là đấy có phải bố của Lũ không? Không. Không phải à? Thế bố của Lũ là... Bố của Lũ là Nùng Làng. À, bố là Nùng Làng. Bây giờ vẫn ở chứ? Bây giờ vẫn ở. Thế là... Thế sao bố... Nhưng mà lấy vợ khác rồi. Lấy vợ khác rồi đấy chứ? Vợ vẫn có con lớn rồi. À... Hai con trai thế mình không rồi. Hiểu... Cháu em không hiểu cho lắm bởi vì là... Tại sao mà về đây rồi là... À, có cháu Lũ rồi bây giờ lại... Lúc vợ mất đi... Sau đó lại như nào đấy mà... lại bỏ đi. Thằng đấy là nó vẫn có vợ trong nó thôi, vẫn có nhà nó nhưng mà thằng đấy là nó đi về đi ngoại tình á? Ừ, đi ngoại tình ấy, là cứ đi chơi vợ mà đi yêu người khác thế thôi. Thế là lừa con gái người ta đấy. Lừa con gái người ta đấy. Đấy thì nó không biết đấy, nó không hiểu là nó người ta hay theo đi. Bây người giờ. Ta hay mang nó lừa đi, nó đi chơi thì người ta mới mang đi chơi ở chỗ đấy. À, hiểu rồi. Thì nó không hiểu. Có Lũ về thì lại không có bố. Có Lũ là nó không có bố, sau đó là coi như là không có bố luôn ấy. Coi như không có bố. Cái ông đấy là ông không nhận con đâu. Rồi sao là mẹ lại đi lấy chồng khác. Rồi là sau đó mẹ mất là coi như là chồng lấy hai chồng, lấy một chồng ở Mường Hưng đấy. Ồ thế là coi như là Lũ Thăng Ươn. Thế là Lũ quay về là bắt đầu lấy chồng thứ ba là đi người ra khâu là mới chết đấy. Thế là chính xác là Lũ là sinh ra là bắt đầu là bà mình nuôi đấy. Ừ, sinh ra đây mà. Và nuôi, thế là bà một mình nuôi cháu Lũ từ lúc mà Lũ biết đi. Rất là nhỏ, từ lúc rất là bé. Còn bây giờ là mẹ mất rồi thì muốn tìm mẹ thì cũng không có nữa. Bố thì chắc chắn là không nhận rồi. Không nhận, nó không phải bố của nó. Vâng, coi như là toàn bộ là... Về nhà đấy. Vâng. Nhà anh thế này à? Ừ, nhà. Và anh cứ về nghỉ ngơi đi anh. Vâng. Đi về nhà nhá. Vâng. Em gái học lớp mấy rồi? Lớp 8 rồi. Lớp 8 rồi á? Ừ. Sang Nam là Lũ cũng đi học ở ngoài xã. Chắc không được đi học á? Ừ. Sao không được đi? Bà không cho đi học? Ừ. Bà không cho à? Bà là thường ngày là nói chuyện là bà bảo không cho Lũ đi học nữa. Ừ. Ở ngoài xá chắc là xa quá đúng không? Ừ.
Không biết Lũ có muốn đi học không? Dạ biết nữa. Con có muốn đi học không con? Có. Có á? Ừ. Quay lại bên này xem nào. Quay lại bên này xuống. Ngồi qua bên này. Thế là nghĩa là con vẫn muốn đi học. Đúng. Nhưng mà bà có bảo là không cho như nào? Bà đi trước bà bảo là không cho, nhưng mà bây giờ bà bảo là cho. Bây giờ bà bảo cho á? Bà lo không có tiền. Chắc là bà lo không có tiền cho cháu đi học. Nhưng là chắc là Lũ. Bà không cho à? Như nào? Em gái ngồi vào đây nói, bà anh nói chuyện tí nào. Hỏi xem là bà có cho không? Bà cho bà phụ nhưng bà nói là cháu này. Phụ cho mà. Chứ mà nãy, chứ mà cứ cái cây là làm tàu kì. Tàu kì. Thay đổi khác thì Bà bảo sao con? Bà bảo là cho nhưng mà không cần bố mẹ đi trở về. Chính xác rồi. Bởi vì là bà không già rồi, không biết lái xe. Thứ nhất là như vậy, thứ hai nữa là nếu mà cho đi học ở ngoài xá thì rất là xa, lo lắng về vấn đề mà lúc cháu đi học như này thì hàng tuần ấy có thể ngủ ở ký túc xá, nhưng mà đến cuối tuần hầu như là các cháu đều là về nhà, đi bộ thì rất xa, còn trở về thì cũng khó thực sự. Mà cái này các bác ý của San là nếu như các bác mà thực sự mà có, thứ nhất là thấy là hoàn cảnh của cháu Lũ đáng thương thực sự mà cháu cho cháu đi họm á, thì San nghĩ như này này, là phải như là anh Tủa cũng là trực tiếp người gần đây, thì mình phải chi trả khi mà cái ngày mà anh đi giả sử như mình có tiền mà cái ngày mà chi trả cho anh đi chở cháu Lũ á, thì chắc chắn là anh sẽ làm. Bởi vì là anh rất là nhiệt tình, thương cho những cái hoàn cảnh gọi là khó khăn ấy các bác. Lát nữa thì San sẽ nói chuyện với anh Tùa về những cái này. Hoặc là cuối tuần cũng ở lại cũng được. Rồi là lúc nào về sao cũng được. Lâu lâu mình muốn về nhà thì mình về. Mình xin thầy cô giáo luôn. Làm giấy là cháu là mồ côi luôn ấy. Nếu cháu mồ côi thì cháu sẽ được hưởng những cái gì của chính sách của nhà nước nữa. Con là con rất là muốn đi họp đúng không? Ừ. Thế là từ lúc mà bố không bao giờ về đây thăm con một lần nào chứ con? Không à? Mẹ thì mẹ cũng đi lâu lâu mới về đúng không? Thế là cháu còn chưa hiểu được cái tình yêu thương của bố mẹ như thế nào đâu. Có biết bố là ai không? Bố là ai khi cháu thấy bao giờ chưa? Chưa. Chưa thấy bố, chưa biết bố là ai đâu. Sinh ra là không có bố. Về sau thì mẹ lại cứ đi lấy chồng này chồng nọ. Sự quá là tội luôn các bác. Quá là tội cháu thì không hiểu được cái tình yêu thương của cha mẹ. Thế con lúc nào mà đi học thấy người ta có ba mẹ đi đón các thứ thì con có buồn không? Cố lên nhé con. Cố lên để sau này mình cố gắng để thay đổi cái cuộc sống. Bởi vì là mẹ thiếu hiểu biết á, mẹ mới bị là người ta lừa. Nhưng sau này mình họp rồi mình phải biết những cái này. Bởi vì ở ngoài xã hội kia người ta rất là nhiều người họ không có tốt đâu. Họ chỉ muốn lừa mình thôi á. Lừa rồi họ không có nhận. Bây giờ sinh ra những cái đứa trẻ tội nghiệp, vô cùng tội nghiệp. Rất là tội nghiệp. Các bé thì không có hiểu cái gì hết các bác. Đang đợi nhờ anh Tủa lên trên này để mua đinh, để giúp hai bà cháu đinh cái rào một chút như cái bạn bên này các bác. Thế là họ vừa bảo là đi trông con cho họ.
Nghĩa là hàng ngày mình không có gì làm thì mình trông con cho họ, để họ có cho cái gì con không? Họ cho gì? Cho tiền á? Thế mỗi ngày họ cho bao nhiêu tiền? Nghĩa là cũng không có gì làm thì chắc bà bảo đi trông trông hộ đúng không? Thôi con đi đi, nếu đi ấy thì con đi tí nữa. Nhưng mà chú cũng định là nói chuyện với con lát nữa. Hay đợi một tí hắn đi nhá. Chắc họ cũng đang nghỉ trưa thôi đúng không? Và đi nghỉ trưa thôi thì thôi, tí nữa đợi một tí. Ôi dồi. Toàn ở dưới này, ở ngoài này thôi, không thể nào vào được các bác. Đào hay là để tăng bạc xong để đào được. Đào cũng được anh ạ. Nhưng mà các bạn không đào thì cũng được. Lúc nào cũng phải đào thôi mà. Không cần đào sâu quá đâu. Đào nước đi được mà. Dây điện á? Ừ. Bác người dân tộc trên này thì hay treo những cái ngô gác lên trên này, rú lên bên trên này để lấy ngô. Ở trên đấy vẫn còn này con. Ngô là để gác bếp. Ôi những cái ngô bên trên này bị con muối bọn ăn hết rồi. Đấy, những cái gác bếp ở bên này này các bác này. Cả những cái này là cái đỗ. Đang nhờ anh em thì đang ở ngoài này che lại cái bạc bên ngoài này các bác. Bây giờ trời rất là nắng luôn. Buộc hẳn ra ngoài đi. Buộc hẳn cái ra ngoài cái bên dưới đi á. Che cho hai bà cháu ở trên này để mấy cái bụi bẩn các thứ đỡ rơi vào giường các bác. Nóng ra sao bị dịu này. Bây giờ là do là bên kia với lại bên trên thì San cũng là che một cái tấm bạt lên để mà cho bụi á đỡ vào giường. Với lại bên kia là lúc mà trời mưa là hay hát vào ở chỗ giường á, nên là mình che ở chỗ vị trí đó để chỗ lúc ngủ đỡ phải lo lắng là trời mưa hát vào những lúc mình ướt ấy. Nên là bây giờ thì em cũng nhờ anh Tủa làm cũng nghe hơn một tiếng rồi, thực sự rất là vất vả cho anh thực sự rất là cảm ơn anh. Chỉ cần là bà có chỗ ngủ không rất mưa là được. Cháu Lú là vừa nãy là tâm sự là giống như là cháu là ngày xưa anh ạ, giống như kiểu là hồi xưa là đến giờ là cháu còn không biết bố là ai luôn ấy. Vâng. Nên là thực ra thì cô Diệu Hạnh cũng cho 1 triệu vừa mưa bạn á, thì bọn em mua bạn này, rồi còn lại thừa lại những cái số tiền thì cô bảo là cô cũng nói với em là cho vào cái quỹ tiền họng trong cái năm tới ấy. Nhưng mà theo như em thì không biết được là bây giờ trong cái mùa mưa sắp tới này hai bà cháu thiếu thốn về ăn uống hay là thực sự mà cái số tiền đó có thực sự cho vào cái quỹ được hay không thì các cô cũng không nhất thiết, có nghĩa là không bắt buộc mình đâu. Vâng. Nhưng mà tùy mình vào sử dụng thôi anh ạ. Nên là không biết được là số tiền đó thì mình, em thì lâu lâu em mới đến đây được, em vâng. Xá không biết số tiền đó thì mình đưa cho bà cầm hay là có được hay không, hay là như thế nào đấy, theo anh suy nghĩ như nào ấy? Theo như anh suy nghĩ thì cái mà lo lắng về cái ăn uống thì vâng. Mình kiếm được ăn thế nào cũng được. Còn cái tiền chi phí đi học lại thì nếu như là không có thì phải dành thừa lại bao nhiêu thì để đóng học phí. Nhưng mà học phí thực ra
Nếu mà lúc mình đi làm, đi họp ở dưới kia làm thì mình nói là mình làm trẻ mồ côi á, các cháu không cần, không cần. Nhưng mà cái quan trọng khó nhất là đây này, khó nhất là hàng tuần, mỗi tuần đi á, cháu phải thấy bạn bè ăn uống một chút, hay ăn cái kẹo, hoặc là mình lại rồi phải mua bút vở các thứ, rồi là ngoài ra thì còn có vấn đề dầu gội, xà phòng. Vâng. Hàng mỗi một tuần ít nhất phải có tầm 50.000. Vâng. Nếu mà ở xa như này, rồi bà cũng lo lắng rằng là không có bố mẹ thì lúc đi họp thì ai trở về đấy anh ạ. Nên là cái điều này thì San cũng rất là muốn là chia sẻ với các bác, nếu như mà cháu lú mà có đi họp ấy thì thực sự phải có một người nào đó đảm nhiệm, để không không phải mỗi một tuần đâu, nếu mà cháu mà thực sự không về được nữa thì là hai ba tuần, và hai ba tuần đấy, hai ba tuần về nhà một lần, về nhà một lần để thăm bà thôi cũng được. Thì anh thử là hỏi với bà là nếu như mà có cô chú giúp để mà cho cháu đi học, rồi là có lúc nào về nhà thì có người đi chở, thì bà có cho cháu đi học không? Vâng. Nhà phố ơi, ở tên nông tài tôi xuống ở tàn lưu ở một cảnh đơn giản xa anh lấy cái thầu là một chiếc xe một tò thì ha chứ mình có cái tà hòn đấy là mình có cho có tà thì một cái lấy chúa lấy châu thì mình có tà rồi mình cứ nói là mình nhớ mình cứ có cái thì dễ sáng chiên mình một cái đã chúa khó thì chúa mua nó thì sau nó kìa do lấy nên là bà bà muốn cho cháu lú đi học, nhưng mà với hàng tuần thì ở dưới xã này họ chỉ có họp đến buổi ngày thứ sáu, rồi chiều là lại xuống đưa đón luôn lú về. Và ngày một tuần như thế thì một tuần là phải chạy đi hai chuyến thì sao rồi, bởi vì là lúc mà đi về thì lại phải đưa về, lúc lại phải hôm chủ nhật, chiều chủ nhật là phải đưa lũ đi họp ấy. Vâng. Thế là từ ở đây xuống dưới xã là bao nhiêu cây anh? Đây dưới xã là có khi gần 20 cây. Gần 20 cây, chắc tầm 17-18 cây gì đấy anh nhỉ. Vâng. Đi cũng thấy là khá là lâu. Ủa, nếu là đi bộ thì thực sự không đi nổi. Đi bộ thì trước kia anh vẫn học. Anh vẫn đi được à? Vẫn đi được. Nhưng giỏi đấy. À, đông. Hồi xưa là ai cũng đi bộ nên thấy vui đúng không anh? Ai vẫn đi bộ thì cả đàn thì vẫn vui. Thế là những cái vừa nãy là mình mua, anh mua đi là hết bao nhiêu nghìn nhỉ? 35 nghìn. Thì em cả mua bạn, thì bây giờ là số tiền còn lại là xem nào. 665 nghìn thì chắc có lẽ là em, bởi vì cái số tiền ít ỏi đó thì em gửi cho bà thì vẫn chắc chắn là bà chăm lú từ bé thì bà cũng thương vâng. Thương cháu lú, xem là bà có thiếu thốn gì thì cứ mua ăn đi, bởi vì cái số tiền này cũng ít ỏi á. Vâng. Theo em nghĩ là cho bà với cháu lú là trang trải trong cái mùa mưa này. Vâng. Qua mùa mưa này đã, rồi là qua hè đi, rồi là để có thể là vấn đề tiền họp thì mình còn tính tiếp anh ạ. Vâng. Còn bởi vì là họp này phải lâu dài lắm, em nghĩ là nếu mà cháu lú mà đi họp á thì cần phải có một người nào đó đảm nhiệm, là thứ nhất là người ngoài thì người ta không trợ giúp cho chắc chắn rồi. Vâng. Chở thì thứ nhất là nếu mà công đi chở thì ok, nhưng mà vấn đề tiền sang nữa. Vâng. Bây giờ sang rất là đắt, là sang là 31.000 hơn rồi. Vâng. Đấy, nên là chắc chắn là phải có vấn đề tiền sang, ăn uống một chút nữa. Nên là mỗi một tuần cứ trung bình là phải có tầm 300.000. 300.000 đấy. Vâng. 300.000 đến 400.000 mới có thể là đưa cháu đi học rồi đi về được. Vâng. Đấy, nếu không thì nếu không đưa đón cháu đi về được thì cũng sợ cháu tự cái thứ sáu thứ bảy á, cháu không thể nào tự một mình ở dưới kia được. Vâng. Ngủ ở một mình thì rất là nguy hiểm đấy. Ở dưới kia không biết. Vâng. Nhà trường nó có ví dụ nha. Vâng. Ví dụ như là mình ngủ ở dưới kia thì không biết là nhà trường họ có
nấu ăn cho. Nấu ăn cho không? Cái này em cũng chưa biết anh ạ, tại vì bây giờ lâu rồi ấy. Vâng. À, khá là lâu. Đa số về rồi hết thì nó lại không làm được. Vâng, rồi ít một hai người thì chắc chắn không bó nấu đâu. Vâng. Không bó để thầy cô nấu. Hay là xem là còn lại là 665.000 thì em xin phép gửi bà luôn. À, gửi bà để có thể là bà trang trải trong cái mùa mưa này thôi. Vâng. Ý cho cho lâu ta cho tôi vô cho tăng nó ha vô cho tăng thuyền ra ha nó để ta tập lốc hết 335 là cả đinh á. Yeah. Cả đinh ta ta pích pích của pích cho chiếc xanh cho trâu cua cho chiếc sư ha để mua cho cả vô rau nọ để cho lúc trên đồng nặng nó ha. Cô Diệu Hạnh là ở Mỹ, hiện tại sống ở Mỹ nhưng mà quê của cô ở Sài Gòn. Nên bà cầm cái số tiền còn lại cho con nhé. Đây, đây là 665.000. Thực sự mà rất là cảm ơn cô Diệu Hạnh rất nhiều. Cô ở phương xa nha. Và cảm ơn. Cô có món còn với ổ văn chí chồng, cảm ơn chí khởi mấy tiền gây dấu. Vâng, vâng. Thực sự mà cô ở phương xa, nhưng mà cô đã kết nối những cái món quà đến với lại bà con ở những cái vùng cao. Thì Sam rất là cảm ơn cô rất là nhiều. Trong ngày hôm nay thì vừa làm phiền anh Tủa nữa. Thực sự anh Tủa là một người mà ở tại Ban Hồ 1 cũng như là nói là rất là tốt bụng các bác. Anh sẵn sàng bỏ những cái thời gian công sức của mình đi giúp đỡ những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cái đó là cái mà một cái tấm lòng đáng quý, trân trọng. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngày hôm nay thì có lẽ là em cũng phải kết thúc video tại đây thôi các bác. Để có thể hẹn các bác trong những cái video clip tiếp theo của em thì các bác đừng quên ấn đăng ký để ấn theo dõi, ấn chuông để có thể nhận những video mới nhất của em nhé. Chào tạm biệt các bác mọi người.